quá trời. Cái nồi này nó ngọt luôn á, lớp mà giò heo nè, rồi lớp ruốc, rồi lớp cua nữa, ngọt dữ lắm luôn. Ờ, cái cục đó Cạp nè. con thấy cục đó là con nồi Trời ơi. cái đó con cầm tay ăn cũng được nữa đó. Cầm tay với bún nước lèo á, có quyết một miếng gì mà ngon ha. Gặp giống đang với mặn kìa, thấy ngon quá hả? Ngon quá, cho vậy là quất đó. Chào cả nhà. Bữa nay hai chị em mình nhận được một số tiền của chị dấu tên bên nước ngoài gửi về hai đứa nhỏ nha. Mình chích ra một ít mình nấu nồi bún riêu cua đồng cho hai đứa nhỏ. Thích món này lắm luôn. Bún riêu của mình gồm có là có giò heo ha, huyết, đậu hũ, một ít cua đồng. Đây là một ít ruốc sấy nha. Thịt băm, hột vịt, cà chua, mình ăn kèm có bún và rau sống nha. Giờ hai chị em mình cùng vào bếp nha. Lát mình bẻ thêm bắp chuối nha chị. À, chúc mình hái bắp chuối. Giờ mình xay cua, mình lấy thịt nha. Cà này mình sắc muối cao một ít ha, rồi mình băm một ít. Mưa nè, tính ra ngoài trời nấu mà mắc mưa, hai chị em chạy vô. Lúc này ngày nào cũng mưa hết hả chị? Mình vào mùa mưa rồi, phải chịu thôi. Mình sắc nhuyễn một ít nha, để mình xào lấy màu cho đẹp. Mình cứ bắt sẵn nồi nước sôi, mình cho giò heo giờ mình luộc sơ nha. Luộc sơ là được. Ý dạ. Của mình trụng sơ vậy là được rồi. Mình vớt ra. Mình cũng trụng sơ huyết luôn nha. Huyết mình cũng trụng sơ là được rồi. Mình vớt ra. Mình xay xong rồi, giờ mình vào cua nha. Cho ít nước vào. Mình lấy thịt vậy là được rồi. Giờ mình đem đi lên bếp nè. Cua của mình sôi à, nó nổi lên giờ mình vớt nha. Mình có chuẩn bị nồi nước sôi rồi, mình chế vô mình nấu nha. Đây nó non với nó giòn. Giờ mình xào cà lấy màu nha. Mình cho cả cà vào.
Dạ mình xào vậy là được, mình cho giò heo vào luôn. Mình cũng xào sơ luôn nha. Giò heo mình xào sơ vậy là được rồi, mình cho vào nồi luôn nha. Mình nêm trong chả cua nha, mình cho một ít đường nè, một ít bột ngọt, hạt nêm, ít nước mắm, mình cho thêm một ít tiêu, mình trộn đều lên rồi mình đem đi hấp nha. Chung hai cái vậy hả chị? Không, cái đó không có hấp, mình hấp cua thôi. Còn chả gút này mình nêm nha, mình cho xíu bột ngọt nè, cũng một xíu hạt nêm luôn. Xíu nước mắm. Mình trộn đều mình đem đi xay nha. Cái này mình xay nó mới ngon. Mình cho huyết với đậu hũ vào. Văng hả chị? Nó bị văng. Cho chả tép vào luôn nha. Chín nó nổi lên hả chị? Bếp mình nó chín nó nổi lên. Dùm vớt bọt. Nó chín này hả chị? Nó chín nó nổi lên quá trời luôn rồi nè. Quá trời, cái nồi này nó ngọt luôn. Nó lớp này giò heo nè, rồi lớp guốc, rồi lớp cua nữa, ngọt dữ lắm luôn. À, hấp dẫn quá trời luôn á. Giờ mình cho cà vào nha. Giờ mình nêm nha, mình cho một ít hạt nêm nè, cho ít bột ngọt, mình cho đường phèn nha, ít muối, và ruốc nha, mình có mắm ruốc nè, mình cho vào luôn. Bún riêu không thể thiếu mắm ruốc hả chị? Đúng rồi.
xong mình nêm lại cho vừa khẩu vị của gia đình mình nha. Bây giờ mình múc ra mình dùng được rồi. Chào cả nhà. Chào cả nhà. À, bữa nay mình nấu nồi bún riêu cũng đã chín rồi, giờ mời cả nhà ăn cùng gia đình mình nha. Bún riêu này của ông Mẫn nhưng đang đi yêu cầu ha. Cho nó ăn phần giò to tướng. Con mời ông bà cô chú. Mời cả nhà luôn nha. Mời cả nhà. Mời ông bà cô chú. Mời cả nhà dùng bún. Mời cả nhà dùng bún nha. Nước ngọt qua. Cua ra. Được đây. Nếu không đâm hết cua luôn đó ha. Hết cua luôn. Đầy đủ chanh ớt rau gác à, thích ăn gì thì bỏ thêm nấy nha. Rau nó bỏ gác nha Út ơi. Chắc cua béo quá. Nước lèo ngọt quá, ngọt quá xinh. Cái chả này nó dẻ ngon quá. Nó dẻ quá mà. Sạch ớt. Cũng béo. Cái này được bắt cua nhiều, cái này cua nhiều quá ta. Mưa nè, rớt mưa xuống. Có, mình xiên đi sâu cái là có cua. Rớt mưa xuống cái cua trong hang bò ra. Đó đi kiếm con cua thì không thấy con nào á. Tới lúc này đi bắt cào cào thì cua nhắc luôn, không thấy một con cào cào nữa chứ. Bắt cào cào làm gì rồi? Bắt chơi vậy. Cua đồng nó ngọt ha. Bún riêu, bún riêu với bún nước lèo á, có quý con miếng gì mà ngon ha. Con giò mềm. Mình chưa cho sợ không mềm. Dạ. Mình làm mình nấu cũng hơi nhanh á. Mềm mà giòn. Con bún thêm con bỏ bún nha mặn. Ướp gà. Nước đậm đà quá. Ngon luôn. Ngon quá hai mẹ. Cái cục này nó bự. Bún lắm. Cầm cái cho đã luôn ta. Cái đó con cầm tay ăn cũng được nữa là. Cầm tay dễ ăn, con cầm tay luôn con. Mềm. Cho mềm á.
Nó mềm à? Anh sợ không mềm à? Mà nó mềm. Mềm. Nấu rồi nấu ngắn thời gian quá anh sợ không mềm. Giờ mua cái chiếc quán quá. Bà bán heo tơ được không? Bà bán thịt ngon. Mình chặt của béo thiệt chứ. Bún ghê, bún nước lèo á, có rau ngon ha, rau nhiều ngon. Em thích rau chuối. Mình quế thì bỏ vô nó thơm. À, nấu bún ghê cho hai đứa nhỏ mà hai ba đứa lớn ăn nhiệt tình dữ nha. Ăn ké. Ăn ké. Chứ công tình ăn mấy cua không cho anh ăn nhiệt tình thôi được. Nhờ có đem mấy đám bừa có cua mới nấu có cua để nấu bún ghê á. Có cá nữa. Cùi cá lên, lên ruộng quá trời. Cái chốt con tưởng đâu con cá lòng tông không à. Ôi cái cục đó nè. Bạn thấy cục đó là con nòi. Trời ơi. Mà không dám lấy ruộng bắn gấp đâu, bắn cầm vậy sợ nó rớt. Ăn vậy mới đã đó anh, cạp xương mà. Nó béo nó mềm. Con cũng vậy mà. Cục con cũng đâu có kém được bắn. Ừ, của con ngon lắm á. Cái móng nó giòn rồi. Ngon ơi. Chạp đi con thịt trong tô kìa. Nó gấp thêm. Bà ăn cục này đủ đã luôn. Đủ đã rồi. Sợ nhóc trong tô luôn. Chạp giống đăng với mặn kìa. Cái ngon quá hả? Ngon quá. Do vậy là quất đó. Con chả cua của chị ba làm béo này. Béo mà nó ngon. Cái này mềm luôn ha. Giò mềm. Cảm đó. Từ đầu đứt đó. Đã hả mặn hả? Ừ. Mừng tổ hợp luôn. Vậy mới đã hả Đặng ha? Dạ. Càng tàu cái ống máy mới ngon. Thấy hết trơn bún rồi. Ăn thêm không? Bỏ thêm. Hương làm món này ngon quá Hương ơi. Ngon hả? Dạ. Vừa miệng con hả? Dạ. Đã thèm không? Dạ, thịt nó mềm. Ngon. Còn hả? Còn ráng ai? Hết thì còn tô kìa. Con cho đã thèm đi. Con cho đã thèm luôn đi. Không giờ thèm quá mà. Nó thèm quá mẹ ơi, nấu cho con ăn ha. Cái này mẹ nấu cho ăn nè. Là bún riêu mình đã nấu và cũng đã ăn xong rồi. À, mình cũng cảm ơn chị dấu tên ở bên Mỹ đã gửi trời cho gia đình mình một ít tiền để nấu cho hai đứa nhỏ ăn bữa ăn ngày hôm nay. Yeah. Con cảm ơn cô đi. À, con cảm ơn cô. Giờ gia đình mình xin chào tạm biệt cả nhà nha. Bye bye. Cảm ơn.